Theo đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, do thời tiết đã ổn định trở lại nên đơn vị này đã cấp phép cho cả hai tàu vận tải khách nối đảo Lý Sơn với đất liền tuyến Sa Kỳ Lý Sơn trở lại hoạt động bình thường. Cụ thể, đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cho biết hai ngày nay 18-19 tháng 2, vận tải khách từ đảo Lý Sơn vào bờ đã hoàn toàn thông suốt. Thời tiết biển hai ngày nay đã ổn định trở lại, sóng gió dưới cấp 6, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã cấp phép cho cả hai tàu vận tải khách nối đảo Lý Sơn với đất liền tuyến Sa Kỳ Lý Sơn trở lại hoạt động bình thường. Hiện đã không còn hành khách nào bị kẹt lại đảo. Trước đó, chiều ngày 16 và cả ngày 17 tháng 2, do thời tiết biển khu vực Lý Sơn có sóng gió lớn cấp 7, cấp 8, vượt cấp đăng kiểm của cả hai tàu vận tải khách tuyến Sa Kỳ Lý Sơn, nên Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã tạm dừng cấp phép vận tải cho hai tàu khách ra khơi nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và tàu thuyền.